Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2801 Hắn là một sinh mạng thiêng liêng bẩm sinh Tiểu côn tử Cậu nói lời này cũng không biết xấu hổ Vừa rồi chúng tôi đều thấy Rõ ràng là cậu bị bắt Cậu chính là thiên khí cư nhiên lại bị hai tên tu vi nhỏ yếu này bắt được Tiểu côn tử thật mất mặt Trường côn vừa nói xong Mấy kiện thiên khí khác lập tức lên tiếng chào phúng Sắc mặt trường côn đỏ lên cắn răng nói, các người thì biết cái gì, nhà côn tôi gọi đó là lạt mềm buộc chặt. Nếu không với hai người bọn họ, có thể bắt được tôi sao? Đại vương, ngài phải nhớ một công này của tôi, để cho tôi lại quan sát đạo khí thức kia. Đoạn kiếm khí linh hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang quét trên trường côn, trường côn phát ra tiếng kêu cót két, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà linh khí của trường côn khí linh đột nhiên giảm xuống, uể oải vài phần, trên thân côn xuất hiện một vết nước mắt thường có thể thấy được tiểu côn khương tuần thất thanh nói dọc theo đường đi trường côn khí linh cùng bọn họ cũng coi như quen biết lúc này trường côn thiếu chút nữa bị người ta chặt đứt trong lòng nhất thời trào ra lửa giận những linh hồn của thần binh khác nhìn thấy đoạn kiếm khí linh tức giận cùng run dày tụ tập cùng một chỗ cũng không dám mở miệng nữa tầm mắt đoạn kiếm di chuyển qua lại giữa đường tuấn và khương thuần bỗng nhiên dừng ở trên người Khương Thuần, trong mắt lóe lên tia sáng, thần thánh trời sinh. Nó từ trên người Khương Thuần cảm ứng được khí tức không giống nhau, cùng thần binh chi linh có chút tương tự, nhưng độ phù hợp với thiên địa cao hơn. Giết! Audio điện tử võ tấn bền Đoạn kiếm khí linh khẽ quát một tiếng, thân thể dung nhập vào trong đoạn kiếm màu đỏ sậm. Thân kiếm run rẩy phá không chém về phía đường Tuấn và Khương Thuần hắn là một sinh mạng thiêng liêng bẩm sinh. Lúc này, trường côn cùng các thần binh chi linh khác cũng nhao nhao phản ứng lại, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trường côn thất thanh nói, nếu dung hợp anh ta, tôi chẳng phải là có vọng đạo khí sao. Trong lòng nó đầy hối hận, hối tiếc nói, sớm biết anh ta là thần thánh trời sinh, vừa rồi liều mạng linh hồn bị tổn hại, tôi phải giết anh ta. Trường 2802 thật sự là trời giúp tôi. Khí linh, ngoại trừ trí bảo thiên địa cực kỳ hiếm thấy là trời sinh nuôi đại bộ phận khí linh khác đều là hậu thiên chế tạo mặc dù đã có thể biểu hiện hình người thậm chí so với thân thể máu thịt bình thường còn cường đại hơn nhưng so ra kém sinh linh thần thánh trời sinh mà sinh linh trời sinh thiêng liêng cùng thiên địa đại đạo vô cùng hòa hợp loại khí linh như bọn họ nếu như có thể đạt được một bộ thân thể của thần thánh trời sinh sau này xác suất thăng cấp thành đạo khí có thể lớn hơn trăm lần mà đại vương của bọn họ thanh đoạn kiếm kia, hiển nhiên cũng nhìn chúng cái này. Trường côn thở dài không thôi. Theo nó thấy, trong hai người lấy cảnh giới của Khương Thuần là cao nhất, thực lực tất nhiên mạnh nhất. Mà nó vừa rồi giao thủ với Khương Thuần, thực lực gần như so với nó không sai biệt lắm. Nếu như nó liều mạng mà nói, có lẽ thật sự có cơ hội lấy được một bộ thân thể của thần thánh trời sinh. Nhưng hiện tại lại tiện nghi cho linh hồn của đoạn kiếm đã từng có một cơ hội thành đạo khí bày ra trước mặt mình, mình lại không biết quý trọng. Trong lòng trường côn khí linh bi thương vô hạn, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên nóc nhà. Ngay khi tâm thần những thần binh chi linh chấn động, một kích của đoạn kiếm rơi vào trên người Khương Thuần. Bang, cả người Khương Thuần bay ngược ra ngoài, miệng hộc máu. Căn nguyên của anh ta bị tước đoạt chín thành, trong thức hải còn có phù văn lạc ấn, để cho thực lực của anh ta ngay cả một thành cũng không tới căn bản không phải là đối thủ của thanh thiên khí đỉnh cấp này. Động hư cảnh hậu kỳ Chẳng qua, Khương Thuần cũng đại khái đánh giá ra thực lực của thanh thiên khí đỉnh cấp này. Tiểu đường, giao cho anh. Khương Thuần dứt khoát ngồi trên mặt đất, động cũng không muốn động đậy. Ra mặt đường Tuấn co rút, tên này thật sự là đủ rồi. Đoạn kiếm thừa thắng truy kích, đi thẳng về phía Khương Thuần, căn bản không quan tâm đường Tuấn. Có lẽ ở đoạn kiếm khí linh xem ra, một cái hợp thể cảnh còn không đáng để nó coi trọng. Có thể đụng phải thần thánh trời sinh yếu như vậy, thật sự là trời giúp tôi. Đoạn kiếm khí linh điều khiển đại kiếm màu đỏ sậm, muốn đâm xuống lần nữa. Nhưng đúng lúc này, thân kiếm bỗng nhiên dừng lại, không cách nào đi tới được. chương 2803 Trong không gian, những thần binh chi linh khác cũng đột nhiên biến sắc. Trường côn khí linh vuốt ve chán, than thở nói thằng nhóc này xong đời rồi đại vương năm đó chính là thần binh nắm giữ thần quân nội tâm vô cùng kiêu ngạo tiểu tử này dám nắm lấy đại vương quả thực là động thổ trên đầu thái tuế sớm biết anh ta muốn chết như vậy còn không bằng chết trong tay tôi các thần binh chi linh khác cũng đều nhao nhao gật đầu những chuyện này cũng không phải là bí văn gì bọn họ lúc ấy đều là thần binh chu tước thần quân tiện tay luyện chế đại kiếm màu đỏ sậm lại càng bị thần quân cầm giết địch thân kiếm cũng là đứt đoạn khi đó vốn đoạn kiếm có vọng đạo khí nhưng sau khi cắt đứt hơn phân nửa thân kiếm chỉ có thể dừng lại ở đỉnh cao thiên khí những chuyện này là kiêu ngạo của đại kiếm màu đỏ sập mà hiện tại đường tuấn với cảnh giới hợp thể lại nắm nó tự nhiên làm cho nó có loại cảm giác kiêu ngạo bị trà đạp huyết nguyệt theo đoạn kiếm nở rộ ra những ánh sáng đỏ như máu một phần trăng tàn như máu xuất hiện ở trong phiến không gian này kiếm khí theo đó tung hoành không thể tưởng được thanh kiếm này còn rất lợi hại. Khương Thuần ngẩng đầu nhìn trang tàn như máu, trong lòng có chút trống rỗng, nói tiểu đường có thể là đối thủ của tên này sao? Chấn chấn chấn. Đường Tuấn quát khẽ trong miệng, một bàn tay khác nâng lên, bàn tay trong suốt như ngọc, áp. Về phía Huyết Nguyệt, pháp lực dâng trào, sức mạnh của tiểu kim cùng tiểu thanh theo đó tuôn ra. Giang giác, Huyết Nguyệt bị một trường Đường Tuấn bóp nát, ánh sáng màu máu một lần nữa chảy ngược lại vọt vào trong đoạn kiếm. Mười mấy thần binh chi linh đồng thời giật mình, ánh mắt trường côn khí linh càng là ngây dại hơn. Huyết nguyệt chính là kiếm thuật mạnh nhất mà đoạn kiếm có thể phóng thích, cứ như vậy bị phá. Đoạn kiếm khí linh đồng dạng thất thần trong chốc lát, sau đó điên cuồng giống lên, nói, không có khả năng. Làm thế nào tôi có thể thua cảnh giới hợp thể? Đoạn kiếm chấn động kịch liệt, nhưng vô ích. Bàn tay Đường Tuấn tựa như bàn tay ma thần, đoạn kiếm căn bản không thể tránh thoát. Đường Tuấn nhíu mày, xem ra thanh đoạn kiếm này không dễ thu phục như vậy. Đúng lúc này, trong thức hải của Đường Tuấn, hơi thở cực nóng kia lại xuất hiện. Khí tức thần quân. Đoạn kiếm bỗng nhiên ngừng giấy giụa, nhìn về phía mi tâm Đường Tuấn, lẩm bẩm nói anh là người thần quân lựa chọn. Những thần binh khác đồng dạng nghe được lời này, thần sắc trở nên kỳ quái. Đoạn kiếm nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ánh mắt lộ ra sự quật cường, Nói, cho dù anh là người thần quân lựa chọn thì như thế nào, quá yếu, còn chưa đủ tư cách khống chế tôi. Nếu anh muốn khống chế tôi, tôi sẽ tự nổ linh thể. Đường Tuấn hơi giật mình, nhìn linh hồn đoạn kiếm cương quyết, thở dài một tiếng, sau đó buông tay ra. Đoạn kiếm lấy lại tự do, lẳng lặng lơ lửng trước người Đường Tuấn, vẫn mang theo một tia địch ý, nói cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không thừa nhận anh có tư cách khống chế tôi. Chương 2804 Đường Tuấn lạnh nhạt cười, nói: "Tôi muốn một bản đồ Tiên Cung." Có thể đạt được một kiện đỉnh cấp thiên khí tất nhiên rất tốt, nhưng cũng không phải không thể không. Đoạn kiếm trầm mặc một lát, phân ra một luồng ý niệm trong đầu cho Đường Tuấn, nói: "Tiên Cung là thần quân dùng vô số bảo vật chế tạo, có một số chỗ thậm chí còn cất giấu không gian nhỏ." Với thực lực của tôi, khu vực có thể hoạt động rất ít, đại khái chỉ có thể biết nhiều như này. Đường Tuấn kiểm tra xong ý niệm kia trong đầu, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trên bản đồ cư nhiên có kho thuốc, hơn nữa cách bọn họ cũng không xa. Sau khi nói với Khương Thuần, Khương Thuần nhất thời lộ ra ý cười. Hiện giờ chiếm lĩnh dược khố chính là một gốc linh dược vạn năm, thực lực so với tôi còn cường đại hơn, các người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đoạn kiếm khí linh nhìn về phía Khương Thuần, nói, đặc biệt là anh, thân thể thiêng liêng đối với sinh vật linh loại có sức hấp dẫn rất mạnh. Khương Thuần nghe vậy, vừa định nói hai câu bỗng nhiên sắc mặt đại biến đường tuấn vội vàng vận chuyển tinh thần lực tiến vào thức hải của anh ta củng cố rào cản tinh thần ánh mắt đoạn kiếm như ngọn đuốc nhìn về phía khương thuần khiếp sợ nói dĩ nhiên là phù văn lạc ấn nó hiện tại bỗng nhiên có chút may mắn nếu chiếm cứ phía sau thịt khương thuần mới phát hiện phù văn lạc ấn vậy nó sẽ thật sự trở thành nô bộc của người khác quên đi giúp anh một chút vậy đoạn kiếm nhìn đường tuấn một cái một luồng kiếm khí bắn vào trong thức hải của Khương Thuần. Luồng kiếm khí này sắc bén đến cực điểm, ao ao một chút, trên phù văn lạc ấn nhất thời xuất hiện một đạo kiếm ngân không thể xóa nhòa. Áp lực của Khương Thuần nhất thời giảm đi rất nhiều. Nhưng sau khi mất đi luồng kiếm khí này, sắc mặt đoạn kiếm chi linh tái nhợt một chút. Ngươi xác định không đi theo chúng tôi. Khương Thuần nói với đoạn kiếm, nếu ngươi chướng mắt tiểu đường, hay là theo tôi đi. Đường Tuấn nghe được một câu sau, thiếu chút nữa muốn đánh chết Khương Thuần. Đoạn kiếm bay trở lại góc trước, nói các người quá yếu, tôi muốn thăng cấp lên đạo khí, các người không cho tôi được. Thiên khí đỉnh cấp, trí tuệ đã không thua kém con người, có ý nghĩ của mình. Đường Tuấn cũng biết không thể cưỡng cầu, không nói nữa, đang chuẩn bị cùng Khương Thuần đi tới kho thuốc, cây trường côn kia bỗng nhiên bay tới. Đại vương, tôi muốn đi theo bọn họ. Trường côn trầm giọng nói. Đoạn kiếm nhìn trường côn một chút, Nói, ngươi không muốn quan sát đạo khí tức kia sao? Trường Côn lắc đầu, nói, đó là cơ duyên đại vương trở thành đạo khí, không phải của tôi. Đoạn Kiếm liếc nhìn hai người Đường Tuần một cái, nói, ý của ngươi là trên người bọn họ có cơ duyên ngươi trở thành đạo khí. Trường Côn khí linh nặng nề gật đầu. Chương 2805. Đoạn Kiếm cười nhạo một tiếng, nói, ngươi thật đúng là để ý tới bọn họ. Đạo khí, đó là thần binh thần quân mới có thể chế tạo ra hai người bọn họ một người ngay cả động hư cảnh cũng không phải một cái mới động hư cảnh sơ kỳ cho dù thực lực cường đại một chút thì có ích lợi gì khoảng cách với thần quân vẫn là rất xa xôi thậm chí đời này cũng không đạt được ánh mắt trường côn khí linh đột nhiên bắn ra vầng hào quang dùng một loại giọng điệu vô cùng kiên định nói chẳng lẽ chu tước thần quân sinh ra chính là thần quân sao đoạn kiếm vốn muốn trào phúng nhất thời nói không nên lời nhìn trường côn nói nếu ngươi đã quyết định Vậy thì rời đi đi. Tôi không chào đón ngươi ở đây. Trường Côn trịnh trọng hành lễ với đoạn kiếm. Tuy rằng đoạn kiếm khí linh đối với bọn họ cũng không tốt nhưng vẫn sẽ che cho bọn họ. Phải biết rằng trong tiên cung rất nhiều bảo vật đều thông linh, cũng sẽ tồn tại các loại giết chóc. Nếu như không có đoạn kiếm khí linh, đám thần binh bọn họ chỉ sợ đã sớm bị liên linh cắn nuốt. "Phá Côn, chúng tôi đồng ý cho ngươi đi theo sao?" Khương Tuần bĩu môi, tuy nói như vậy nhưng tay khương thuần vẫn bắt lấy trường côn dù sao cũng là thiên khí méo mó có hơn không chờ ba người đường tuấn đi về phía kho thuốc đoạn kiếm mới lắc đầu nói hy vọng ánh mắt của ngươi không sai thành tựu thần quân làm sao có dễ dàng như vậy mà lúc này ở một chỗ khác của tiên cung đường thanh dương trong tay cầm một bản đồ so sánh với hoàn cảnh xung quanh rất nhanh đã xác định được một con đường trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói nơi đó hẳn là kho thuốc cài ấn tỷ trong tay anh ta đã nhiễm máu, bên chân có một đầu linh thú. Chỉ cần đến dược khố, lấy được gốc bảo dược vãn năm kia, thực lực của mình ở trong tiên cung chính là vô địch, đến lúc đó ai có thể làm gì mình. Đường Thanh Dương cười rồi đi về phía kho thuốc. Côn nhỏ, người có tên không? Thiền cận, ngay cả tên Kinh Thiên Côn cũng chưa từng nghe nói qua sao. Kinh Thiên Côn, cái tên rất khí phách, có chút không hợp với tính cách hèn mọn này của ngươi. Trên đường đi tới kho thuốc, đường Tuấn nghe Khương Thuần và trường côn khí linh đối thoại, cũng không tính là quá nhàm chán. Hai người này tính cách còn có chút tương tự, miệng cũng không tha cho người khác. Nếu không phải đã gặp qua nhiều sinh vật linh loại, đường Tuấn có chút hoài nghi có phải sinh vật linh loại đều là tính tình này hay không? Đúng rồi, tiểu côn, người vừa rồi cùng thanh đoạn kiếm kia không phải nói cảm ứng khí tức vân vân, chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật khác? Khương Tuần bỗng nhiên hỏi chương 2806. Kinh thiên côn vẻ mặt dùng mình, nhìn chằm chằm Khương Thuần, nghiêm túc nói, anh tốt nhất đừng có chú ý lệch lạc gì. Khương Thuần thấy biểu tình của nó, đưa tay nắm lấy trường côn, đặt lên vai mình, nịnh nọt nói, anh kinh thiên, hai chúng ta ai đi với ai, người còn không tin tôi sao, tôi tuyệt đối không phải loại người này. Người nói ra để cho tôi nghe một chút, bổ túc kiến thức. Đường Tuấn nghe mà nổi lên một trận nổi da gà, Kinh Thiên Côn lại cho Khương Tuần một cái liếc mắt, vội vàng từ trong ngực Khương Tuần dẫy ra. Nhìn Khương Tuần nhất với bộ dáng không nghe được thì không bỏ qua, Kinh Thiên Côn mới chậm rãi nói, năm đó thần quân cầm đại vương giết chết một vị tu sĩ cấp thần quân, tuy rằng thân kiếm bị cắt đứt, nhưng bởi vậy dính vào một tia bổn nguyên khí tức. Tia bổn nguyên khí tức kia là thứ đại vương coi trọng nhất, nó ngẫu nhiên sẽ mượn chúng ta quan sát cảm ứng. Bổn nguyên khí tức, sắc mặt Khương Tuần đột nhiên biến đổi, chật chật tán dương nói đây chính là bảo bối vô cùng tuy rằng nhận thức của anh ta đối với giới tu hành cùng tiểu bạch không sai biệt lắm nhưng bởi vì vấn đề xuất thân đối với loại vật bản nguyên khí tức này vẫn là có hiểu biết nếu mà anh ta có thể đem một luồng bản nguyên khí tức dung nhập vào thân thể thương thế có hy vọng rất lớn có thể khôi phục thậm chí càng tiến thêm một bước sắc mặt đường tuấn cũng khẽ biến tuy rằng anh có được tiểu kim và tiểu thanh nhưng căn nguyên chi lực mà hai người này có còn rất yếu so với căn nguyên chi lực giữa trời đất quả thực giống như voi so với kiến chỉ là một điểm tầm thường mà thôi anh phỏng đoán nếu như có thể đem pháp châm cứu thần bí thôi diễn đến tầng thứ cao nhất có lẽ khi đó bổn nguyên chi lực trong cơ thể anh sẽ sinh ra biến chất bổn nguyên khí tức chân quý cỡ nào cho dù đối với thần quân mà nói đều là bảo vật vô giá chu tước thần quân vậy mà nỡ đem nó lưu lại cho một thanh đoạn kiếm khương thuần lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu anh thì biết cái gì Kinh thiên côn quát lớn, sự táo bạo của thần quân đâu phải là thứ anh có thể phỏng đoán. Ở trong mắt thần quân, một luồng bổn nguyên khí tức không tính là cái gì cả. Tầm mắt nó quét về phía đường Tuấn nói, anh muốn trở thành nhân vật như thần quân, còn một đoạn đường dài để đi, cố gắng thật tốt đi. Thành tựu tương lai của anh, có thể có một phần mười thần quân cũng đủ để xem thường hầu hết mọi người rồi. Trong lòng kinh thiên côn có chút thấp thỏm mờ mịt, tuy rằng nó quyết định đi theo đường Tuấn cùng Khương Thuần, nhưng cũng chỉ là ôm ý nghĩ đánh cược một phen, cũng không có thật sự hy vọng xa vời rằng Đường Tuấn hoặc Khương Thuần có thể trở thành nhân vật như Chu Tước Thần Quân. Dù sao Thần Quân giết tôn giả, từ vạn cổ tới nay chỉ có một mình Chu Tước Thần Quân mà thôi. Đường Tuấn ngượng ngùng cười, nhưng không nói tiếp. Chu Tước Thần Quân đích xác có tư cách làm cho người ta sùng bái. Bản thân hiện tại không bằng ông ta, không có nghĩa là vĩnh viễn không bằng ông ta. Thậm chí ở đáy lòng Đường Tuấn, anh cảm thấy tương lai của mình khẳng định có thể đi xa hơn Chu Tước Thần Quân. Dọc theo đường đi, hai người một côn ngược lại càng tán gẫu thì càng có nhiều suy đoán. Đặc biệt là Kinh Thiên Côn cùng Khương Thuần, rất có bộ dáng hận tại sao muộn như vậy mới gặp được nhau. Chẳng bao lâu sau họ đã đến gần phạm vi của kho thuốc. Vẻ mặt Kinh Thiên Côn chợt nghiêm túc, trầm giọng nói, kỳ quái, trước kia nơi này rất náo nhiệt, những bảo dược chi linh kia không có việc gì thì ngồi ở chỗ này hàn huyên, hôm nay sao lại an tĩnh như vậy? chương 2807 Lúc này, bọn họ đang đi trên một hành lang, ngoại trừ ánh đèn u ám ra thì không có một vật gì, ngay cả âm thanh cũng không có. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Vẻ mặt kinh thiên côn biến đổi, thân côn lắc lư, không gian trước người giống như sóng nước nhột nhạo. Một gian cung điện tràn ngập mùi thuốc nồng đậm xuất hiện trước mắt bọn họ. Kinh thiên côn bay vào trước, hai người đường tuấn theo sát phía sau thật sự xảy ra chuyện rồi. Kinh thiên côn nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói. Trên mặt đất trong cung điện là các loại dấu vết sau khi chiến đấu, các loại được hương nồng nặc đến cực điểm. Nhưng loại dược hương này lại lộ ra tử khí nồng đậm, chẳng những không thể giúp người tăng lên tu vi, mà một khi hấp thu, thậm chí sẽ làm cho thân thể khô héo. Trên mặt đất, còn có một ít cành cây và dây của dược liệu. Bỗng nhiên, một thứ hấp dẫn sự chú ý của Kinh Thiên Côn và Đường Tuấn. Ở vị trí trung tâm cung điện, một khối có nửa thân thể người đàn ông trưởng thành tản ra kim quang trên mặt đất. Sức sống nồng đậm và hương thuốc từ đó phát ra. Đó là một bộ phận thân thể của Dược Vương. Kinh Thiên Côn kinh hô. Dựa theo lời Kinh Thiên Côn nói, người mạnh nhất trong kho thuốc là một gốc bảo dược trưởng thành mấy vạn năm, đã sớm sinh ra linh trí, tự xưng là Dược Vương, thực lực so với đoạn kiếm còn mạnh hơn không ít. Loại bảo dược mấy vạn năm này, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc cũng có thể khiến người chết sống lại đầy đủ máu thịt. Mà khối tàn thân của dược vương trước mắt này, tuyệt đối không chỉ đơn giản như việc khiến người chết sống lại đầy đủ máu thịt. Của tôi, hai người kinh thiên côn và Khương Thuần liếc nhau, đồng thời hô to một tiếng, hướng khối tàn thân dược vương chạy tới. Phá côn, người đừng cướp với tôi, chờ thương thể của lão tử tốt lên, sẽ mang người đi ăn ngon uống say. Khương Thuần mê hoặc, kinh thiên côn cười nhạt, tốc độ nhanh hơn vài phần, Nói, hòn đá ngu xuẩn, một cây côn như tôi muốn những thứ chết tiệt đó làm gì? Biết Khương Thuần là sinh linh được biến đổi bởi các mạch khoán thần tháng, nên kinh thiên côn gọi anh ta là hòn đá. Đường Tuấn vừa nghe đến cách xưng hô của hai người, không khỏi nhớ tới một truyền thuyết thần thoại ở Hoa Hạ, con khỉ kia không phải cũng là từ trong tảng đá nhảy ra, hơn nữa còn có một cây gậy trong tay. Hai người một bên đấu võ mồm, tốc độ lại không chậm chút nào. Mắt thấy sắp bắt được khối tàn thân dược phương kia, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi, quát lui. Đồng thời pháp lực tuôn ra, hóa thành hai bàn tay to, bắt về phía bọn họ. Muộn rồi. Khối tàn thân dược phương kia bỗng nhiên động, phát ra một tiếng châm chọc. Tàn thân dược phương thể xoay qua, Đường Thanh Dương mang theo vẻ trào phúng xuất hiện trước mặt mấy người. Chương 2808. Vong hồn Khương Tuần xuất hiện cũng bất chấp suy nghĩ vì sao thuật ngụy trang của đường Thanh Dương lại cao minh như vậy, ngay cả bọn họ cũng giấu được. Lúc này thân thể anh ta trọng thương, lại có phù văn lạc ấn chấn áp thức hải, căn bản không phải là đối thủ của tên đường Thanh Dương này. Khương Tuần mạnh mẽ dừng lại, bất chấp khí huyết trong cơ thể cắn trả, cầm kinh thiên côn muốn hướng về phía sau lướt tới. Nhưng vẫn còn muộn, khi âm thanh đường Thanh Dương vang lên, một đạo kim quang từ trong tay anh ta bắn ra nửa thân thể khương thuần trong nháy mắt bị kim quang đánh cho nát bấy nếu mà không phải đầu anh ta nghiêng một cái chỉ sợ đầu cũng bị đánh rơi nửa bên uy lực kim quang quá lớn thế nhưng thân thể khương thuần chống đỡ không nổi trong chốc lát hòn đá nửa thân thể bị đánh nát khi tức khương thuần uể oải đến cực điểm cả người sắp ngã xuống lúc này kinh thiên côn quát lớn một tiếng dùng thân côn đỡ khương thuần lên vội vàng lui về phía sau mạng rất lớn Đường Thanh Dương lắc đầu, cười khinh miệt. Đạo khí. Kinh thiên côn một bên lui về phía sau, dư quang trong lúc vô tình nhìn thấy khối ấn tỷ trong tay đường Thanh Dương. Tứ phương ẩn tỉ, có khí thế hùng hổ trấn áp tử phương. Nhìn thấy khối ấn tỉ này, kinh thiên côn nhịn không được kêu lên. Một cây thiên khí trường côn, không sai, thuộc về nhà họ đường tôi. Đường Thanh Dương nhìn thoáng qua kinh thiên côn thì vô cùng khí phách nói. Anh ta cũng không tiếp tục truy kích, tay nắm lấy ấn tỳ ánh mắt trêu chọc nhìn bọn Đường Tuấn giống như mèo vần chuột hưởng thụ loại cảm giác thu hoạch thành tựu này Khương Thuần cùng Kinh Thiên côn chạy về bên cạnh Đường Tuấn sắc mặt Khương Thuần tái nhợt đến cực điểm hô hấp yếu ớt giống như tùy thời có thể tắt thở Đường Tuấn vốn còn rất đồng tình với Khương Thuần nhưng câu nói tiếp theo của Khương Thuần lập tức khiến anh bỏ đi suy nghĩ này trong đầu tiểu Đường tên kia nuôi dược vương dược lực khẳng định còn chưa tiêu hao anh làm thịt anh ta ta ăn máu thịt của anh ta bổ sung trở về. Đường Thanh Dương ăn dược phương. Đường Tuấn và Kinh Thiên Côn lúc này mới chú ý tới thân hình đường Thanh Dương có chút khác thường, lưng phồng lên, giống như ông lão lưng gù. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện trên lưng giống như ngọn núi nhỏ tản ra lực sinh mệnh cùng dược lực mãnh liệt. Thật sự là khí tức của dược Vương. Kinh Thiên Côn kinh ngạc. Chợt đường Tuấn và Kinh Thiên Côn đồng thời nhìn về phía Khương Thuần hai người bọn họ vừa rồi cũng không chú ý tới, gã Khương Thuần này đều bị đánh thành bộ dáng nửa chết này, ánh mắt còn độc như vậy. Không sai, đường Thanh Dương liếm môi, vẻ mặt hưởng thụ nói, tôi không chỉ ăn dược vương, còn đem bảo dược cấp bậc vạn năm trong dược khố này đều ăn. Chờ tôi tiêu hóa xong dược lực, phối hợp với tứ phương ấn tỷ, ở tiên cung này ai sẽ là đối thủ của tôi? chương 2809 Anh ta lạnh lùng nhìn đường Tuấn, nói dám phản bội nhà họ đường tôi hiện tại hối hận đi tiểu đường đừng cho anh ta thời gian hấp thu dược lực bằng không thực lực của anh ta sẽ càng ngày càng mạnh khương thuần vội vàng nói cậu lại gọi ta là tiểu đường tôi đánh chết cậu trước đường tuấn không nói gì người này đã như vậy lại còn đùa giỡn chẳng qua đường tuấn cũng không do dự pháp lực cùng sức mạnh của tiểu kim tiểu thanh đồng thời thúc giục chạy về phía đường thanh dương hư cho dù dược lực còn chưa tiêu hóa toàn bộ, anh cũng không phải đối thủ của tôi. Đường Thanh Dương khinh thường cười. Sau khi nuốt nhiều bảo dược như vậy, khí thức của anh ta mỗi thời mỗi khắc đều hướng cảnh giới cao hơn mà tăng lên, hiện giờ đã sắp đạt tới động hư cảnh hậu kỳ rồi. Pháp lực của anh ta tràn vào trong tứ phương ấn tỷ, nhất thời một đạo kim quang bắn ra. Thân hình đường Tuấn chợt lóe lên né tránh, kim quang oanh ra một cái lỗ lớn trên vách tường điện. Chẳng qua đường Tuấn nhíu mày, uy năng của đạo khí này tựa hồ không mạnh như trong tưởng tượng. Thần thức của anh cảm ứng một chút sắc mặt khế biến. Tứ phương ấn tỷ trong tay đường thanh dương cũng không có linh. Hắc hắc, tứ phương ấn tỷ này là bảo vật chấn tộc của nhà học đường tôi, linh cứu trong đó mấy ngàn năm trước đã tiêu vong, bất quá chấn sát anh thì dư giả. Đường thanh dương cười lạnh một tiếng, tứ phương ấn tỷ lại có một đạo kim quang trào ra. Tuy rằng không có thần khí, chỉ có thể dựa vào ma lực để kích thích, uy năng của đạo khí vẫn như cũ không thể khinh thường. Trong cung điện, từng đạo kim quang bùng phát, tựa như một tấm lưới kim quang, bao phủ đường Tuấn ở bên trong. Đường Tuấn trong lúc nhất thời ứng phó có chút cố hết sức, nhiều lần thiếu chút nữa bị kim quang đánh trúng. Ha ha ha, anh cũng có hôm nay. Đường Thanh Dương cao giọng cười to, khoái ý đến cực điểm. Ở thành phố Hải Châu, anh ta quá nghẹn khuất, nhưng đến giờ phút này thì mặt mày hớn hở. Đạo khí tuy mạnh, nhưng pháp lực của ngươi quá hư. Đúng lúc này, giọng đường Tuấn vang lên. Một trận tàn ảnh hiện lên, đường Tuấn từ trong lưới kim quang bay ra. Muốn chết, đường Thanh Dương hét lớn một tiếng. Kim quang bắn ra, khoảng cách quá gần nên trực tiếp bắn lên người đường Tuấn. Kim quang trói mắt bao lấy nửa người đường Tuấn, trong đó có máu tươi bắn tung tóe, nhưng trong nháy mắt đã bị kim quang làm bốc hơi. Tiểu đường, Khương Tuần thất thanh hô. Vẻ mặt Kinh Thiên Côn nghiêm trọng, người mình lựa chọn sẽ không chết như vậy đi. Nhà học Đường Hành Tẩu, chẳng qua là như thế. Âm thanh Đường Tuấn lại vang lên. Chương 2810. Một nắm đấm từ trong kim quang xuất hiện, đột nhiên đánh vào ngực và bụng Đường Thanh Dương. Sức mạnh rất lớn, Đường Thanh Dương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi dĩ nhiên là bảy màu sắc, tản ra khí tức dược lực nồng đậm. Thân hình Đường Tuấn hiện ra, trên vai có thêm một lỗ thủng do vừa rồi bị kim quang xuyên thủng nhưng không có gì đáng ngại ngược lại là mượn một quyền vừa rồi đánh lui đường thanh dương thậm chí còn đả thương đối phương đường thanh dương lộ vẻ không thể tin được nhìn thấy đường tuấn không có việc gì vẻ lo lắng trên mặt khương thuần không cánh mà bay lớn tiếng nói tiểu đường đừng lãng phí máu ra mặt đường tuấn co rút đem ngụm máu đường thanh dương phun ra chụp tới trước mặt khương thuần ngụm máu tươi bảy màu này chứa đựng dược lực và sinh cơ nồng đậm không thua kém một gốc bảo dược nhưng vừa nghĩ đến nó được phun ra từ trong miệng đường thanh dương thì đường tuấn có chút ghê tởm anh nhìn khương thuần chỉ thấy anh ta một chút do dự cũng không có há mồm rồi nuốt xuống nuốt xong thì trong mắt nở ra hai đạo thần quang liếm môi nói đại bổ tiểu đường đánh thêm mấy quyền nữa tên này nuốt quá nhiều bảo dược khí huyết cuồn cuộn không ngừng đánh không chết à, tôi muốn các người chết đường thanh dương thấy thế trong mắt tức giận như thủy triều những người này có coi anh ta là ngân hàng máu sao tứ phương ấn tỷ lại bị thúc giục tốc độ phóng ra kim quang so với trước thường xuyên hơn hơn nữa có kinh nghiệm lúc trước đường thanh dương không ngừng di động thân hình tránh để đường tuấn tới gần nhưng thân hình đường tuấn nhanh hơn thân hình như quỷ mị giống như có thể hòa làm một thể với không gian đây là thuấn gì sao trong lòng đường thanh dương hoảng sợ. Thần quốc bởi vì là không gian độc lập, không cảm ứng được pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, cho dù là động hư cảnh đỉnh phong, cũng không ai nắm giữ kỹ năng thuấn di. Bang bang bang, dựa vào thân pháp gần như thuấn di, nắm đấm của đường tuấn không ngừng oanh kích lên người đường thanh dương. Mỗi lần oanh kích một quyền thì đường thanh dương phun ra một ngụm máu tươi bảy màu, Khương Thuần đều không chút khách khí tiếp nhận nuốt vào, ngẫu nhiên còn có thể giống như người sành ăn bình luận một hai câu tiểu đường, mùi máu này không tinh khiết, độ ẩm hơi nhiều. Miếng máu này quá mặn, đánh giá kém. Đừng tức giận, anh tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến hương vị máu. Hỗn đàn. Đường Thanh Dương giận dữ. Anh ta là đường ra hành tẩu, không phải ngân hàng máu. Theo Khương Thuần nuốt vào hơn 10 ngụm máu tươi bảy màu, khí thức của anh ta đầy đủ rất nhiều, cảnh giới không chỉ củng cố thêm, thậm chí bắt đầu tiến lên phía trước. Đường Thanh Dương tuy rằng nuốt rất nhiều bảo dược, thậm chí còn có một gốc dược phương, pháp lực đầy đủ, nhưng lúc này cũng giống nhun bao cát, chỉ bị đánh. Các người chờ cho tôi, chờ tôi tiêu hóa xong dược lực, các người chết chắc. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2810